Xin chào các bạn, mình là Mỹ Duyên đến từ phòng dịch vụ tư vấn công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Người gieo hạt sức khỏe tài chính. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bắt đầu với nhau về chủ đề tự do tài chính và nghỉ hưu sớm với phương pháp 4%. Trong xã hội ngày nay, tự do tài chính trở thành một khát vọng ngày càng lớn khi mọi người đối diện với áp lực tài chính và không chắc chắn về tương lai. Tình hình kinh tế biến động và đầy thách thức khiến cho việc đạt được tự do tài chính không chỉ là một ước mơ cá nhân mà còn là một xu hướng đáng chú ý. Tự do tài chính giúp người ta tự chủ hơn trong quyết định về sự nghiệp, mối quan hệ và cả cuộc sống hàng ngày. Nó không chỉ là vấn đề cá nhân mà là một yếu tố quan trọng giúp hình thành cộng đồng vững mạnh và phát triển. Tự do tài chính mở ra cánh cửa cho khái niệm nghỉ hưu sớm, đặc biệt là khi áp dụng phương pháp 4%. Phương pháp này không chỉ giúp xây dựng một quỹ tiết kiệm đủ lớn để đảm bảo cuộc sống sau nghỉ hưu, mà còn tạo ra sự linh hoạt và an ninh tài chính trong giai đoạn này. Việc áp dụng nguyên lý 4% trong quản lý tài chính không chỉ giúp giữ vững nguồn thu nhập, mà còn tạo điều kiện cho sự tự do và sự lựa chọn trong quá trình nghỉ hưu sớm. Tự do tài chính và phương pháp 4% đang trở thành những chìa khóa quan trọng mở ra một cuộc sống hưu trí đầy ý nghĩa và thoải mái. Quy tắc 4% còn được biết đến như 4% Rule là một nguyên lý quản lý tài chính và hưu trí được nghiên cứu và phát triển bởi William Biegun, một nhà nghiên cứu tài chính. Quy tắc này là một hướng dẫn về cách quản lý và rút tiền từ quỹ tiết kiệm sau khi nghỉ hưu. Theo quy tắc này, người nghỉ hưu có thể rút một tỷ lệ khoảng 4% của tổng số tiền tích lũy mỗi năm mà không ảnh hưởng đáng kể đến vốn gốc đã tích lũy trước đó, vẫn đảm bảo được rằng nguồn thu nhập sau khi nghỉ hưu có thể duy trì một mức sống thoải mái trong thời gian dài mà không sợ lạm phát. Quy tắc này dựa trên giả định rằng nếu bạn rút một phần nhỏ nhưng ổn định từ quỹ tiết kiệm hàng năm và đầu tư còn lại giữ vững, bạn sẽ có khả năng duy trì nguồn thu nhập cuộc sống nghỉ hưu. Điều này giúp người nghỉ hưu tự do tài chính và giảm áp lực về tài chính trong giai đoạn này của cuộc đời. Để áp dụng công thức quy tắc 4% trong việc quản lý tài chính và nghỉ hưu, bạn cần thực hiện 3 bước cụ thể như sau. Bước 1. Ước lượng số tiền cần thiết mà bản thân muốn chi tiêu hàng năm. Xác định số tiền bạn dự định cần mỗi năm để duy trì cuộc sống thoải mái sau nghỉ hưu. Nhiều người muốn cuộc sống về hưu đơn giản, nhẹ nhàng thì chi phí sẽ ít hơn. Ngược lại, có người lại muốn vui chơi, tận hưởng du lịch thì chi phí sẽ khác. Quan trọng là bản thân bạn muốn cuộc sống như thế nào để ước lượng được chi tiêu mỗi năm sau nghỉ hưu là bao nhiêu. Bước 2. Áp dụng quy tắc 4%. Sau khi hoàn thành bước thứ nhất, sử dụng quy tắc 4%, bạn chia số tiền cần thiết hàng năm cho 0,04. Ví dụ, nếu bạn muốn có 240 triệu đồng mỗi năm sau nghỉ hưu, công thức sẽ là 240 triệu chia 0,04 bằng 6 triệu đồng. Điều này ngụ ý rằng bạn cần tích lũy một quỹ tiết kiệm khoảng 6 triệu đồng để tuân thủ quy tắc 4% và duy trì mức chi tiêu mong muốn mỗi năm. Lưu ý rằng đây chỉ là một ước lượng và có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình cụ thể của mỗi người. Bước 3. Xây dựng quỹ tiết kiệm tương ứng. Bạn có thể sử dụng số tiền tích lũy hàng năm vào các hạng mục đầu tư. Đầu tư luôn là giải pháp tốt để đảm bảo dòng tiền không bị mất giá, nên thay vì giữ tiền ở vị trí tĩnh trong ngân hàng, an toàn với lãi suất thấp rồi mỗi năm rút ra 4% để sử dụng, thì bạn hãy mạnh dạn cầm số tiền đó đi đầu tư, bởi việc sinh lời tốt sẽ hạn chế được những rủi ro có thể phát sinh nằm trong điểm yếu của quy tắc 4% một năm. Tuy nhiên, đầu tư mang tới tỷ suất lợi nhuận lớn thì độ rủi ro sẽ càng cao, nên việc lựa chọn đầu tư cũng là một bài toán khó. Nếu chọn lĩnh vực có độ rủi ro cao thì cần thật sự tỉnh táo, còn ở những lĩnh vực an toàn, rủi ro ít hơn thì bạn có thể thay đổi sau mỗi 5 năm. Khoảng thời gian này được định nghĩa là vừa đủ để nhìn lại kế hoạch tài chính của cuộc sống, cũng như những vấn đề về sức khỏe, biến động của thị trường. Lúc đó bạn mới cần thay đổi kế hoạch mới cho phù hợp nhất. Quy tắc 4% không chỉ là một con số trên giấy mà là một hướng dẫn thiết thực để đạt được tự do tài chính. Nó đơn giản nhưng mạnh mẽ, cho phép bạn xây dựng một quỹ tiết kiệm đủ lớn để nghỉ hưu và duy trì mức sống mong muốn. Với sự linh hoạt và an tâm, quy tắc 4% là chìa khóa mở ra cánh cửa của cuộc sống tự chủ và ý nghĩa sau những năm làm việc. Hãy áp dụng nó và hướng đến một tương lai tài chính vững mạnh và trọn vẹn.